Chào chị Phương Quyên. Chào Việt Nam. Và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022, chương trình có những nội dung chính như sau. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Giang Hiểu yêu cầu văn phòng Thành ủy Cần Thơ nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, tham mưu chính xác kịp thời cho Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy. Hơn 8 triệu lít xăng RON95 đã được nhập cảng tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu để cung ứng cho các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất gói hỗ trợ cho người lao động mất việc, có thể nhận hỗ trợ một lần ở mức 3 triệu đồng một người. Thưa quý vị, thưa các bạn, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức văn phòng Thành ủy Cần Thơ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nghiên cứu, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu chính xác kịp thời cho Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong chỉ đạo của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo văn phòng Thành ủy năm 2022 diễn ra chiều hôm qua. Năm qua, tập thể lãnh đạo văn phòng Thành ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy thẩm định, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án thuộc các lĩnh vực và hàng trăm văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bên cạnh đó, một số nội dung tham mưu chất lượng chưa cao, công tác phối hợp thẩm định còn chậm so với yêu cầu. Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tiếp thu ý kiến đóng góp, tập thể lãnh đạo văn phòng Thành ủy đề ra mục tiêu giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã chủ trì cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Cuộc họp cơ bản thống nhất các nội dung do các sở trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình nội dung điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư nhịp điệu xanh Cream House. Sở Xây dựng trình dự thảo quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình dự thảo quy định việc phối hợp giữa cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sở Tài nguyên và Môi trường trình xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 9 quận huyện và một số nội dung khác theo thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiến hành giám sát các nội dung có liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Y tế Ninh Kiều, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và các bệnh viện trong việc quy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều quy động trên 8 tỷ đồng chi cho các khoản phụ cấp phòng chống dịch cũng như mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố được phân bổ chi mua thuốc, vật tư, hóa chất, kit test, trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch trên 221 tỷ 500 triệu đồng. Các đơn vị gặp khó khăn trong hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, mua sắm thiết bị, dây nhiều mặt hàng, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch đến nay chưa thực hiện được các thủ tục thanh toán. Trang thiết bị, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu khi dịch xảy ra. Cường độ làm việc của nhân viên y tế cao dẫn đến nhiều trường hợp nghỉ việc. Các đơn vị giám sát đề nghị các bộ ngành trung ương và địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, thêm biên chế cho các trạm y tế xã phường, tăng cường chế độ đãi ngộ, nâng cao thu nhập cho cán bộ y tế. Thưa quý khán giả, thực hiện luật cư trú năm 2020, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cả nước sẽ đồng loạt không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, mà thay vào đó là căn cước công dân có gắn chip và tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hay là mức độ 2. Chỉ còn ít ngày nữa là hết năm 2022, công tác chuẩn bị cho việc thực hiện quy định mới theo luật cư trú đang được các ngành chức năng trong thành phố tập trung thực hiện. Theo luật cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Từ đây, quản lý dân cư sẽ được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mọi giao dịch của công dân sẽ được sử dụng bằng căn cước công dân có gắn chip và tài khoản định danh điện tử. Phối hợp tốt cùng công an quận và các ngành về công tác phổ biến để người dân trước tiên là chấp hành thực hiện cái việc là thực hiện cái căn cước công dân gắn chip. Vì sau này thực hiện cái căn cước công dân gắn chip sẽ thay thế cho hộ khẩu giấy
khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại tại các cơ quan nhà nước. Khi người dân đến có giao dịch về hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giải trả kết quả của phường cũng như là công an phường, thì góc độ ủy ban nhân phường cũng là giao cho các bộ công chức là cũng vận động người dân là người nào mà nếu chưa có cái căn cước công dân gắn chip thì tranh thủ đến công an phường để đăng ký và tích hợp cái định danh điện tử để sau khi mà công an thu hồi cái sổ hộ khẩu giấy thì mình có đủ điều kiện để mình sử dụng cái thẻ căn cước công dân có gắn chip. Bỏ sổ hộ khẩu là hình thức chuyển từ hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử. Tất cả mọi giao dịch như nhập hộ, tách hộ, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú đều được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bước đầu thay đổi, người dân chắc còn lúng túng. Vì vậy, công an thành phố đã phối hợp liên thông, kết nối với những đơn vị có liên quan để hướng dẫn hỗ trợ người dân. Đến cái ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì lộ trình là không còn sử dụng cái hộ khẩu giấy nữa vào trong tất cả các giao dịch. Thì vậy thì người dân là sẽ sử dụng bằng cái chứng minh nhân dân 12 số có gắn chip. Thì như vậy thì nếu mà trường hợp mà chúng ta chưa có đổi về cái căn cước công dân mà không có gắn chip đó, thì phải nói là cái những cơ quan người ta không tiếp nhận nữa thì gây rất là khó khăn. Gia đình em thì cũng thay đổi hoàn toàn hết rồi, cũng có thẻ căn cước cũng gắn chip đồ hết trơn rồi. Theo quy định của nhà nước đưa ra thì tụi em cũng đã thực hành rồi. Trước đây là làm cái hộ khẩu thì nó gườm gà, thì bây giờ cái căn cước công dân này nó rất là tiện ích, nó là tiện sử dụng. Với việc quản lý dân cư thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân. Hôm qua tại thành phố Long Xuyên, cụm hợp tác liên kết phát triển du lịch phía Tây đồng bằng sông Cửu Long tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phối hợp liên kết phát triển du lịch năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023. Năm 2022, lượng khách đến 7 tỉnh thành trong cụm là An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau và Hậu Giang trên 28.800.000 lượt, trong đó lượt khách quốc tế trên 338.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi đề xuất nhiều giải pháp để hướng đến mục tiêu tăng cường công tác hợp tác, liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm khai thác hiệu quả chương trình liên kết tour của các địa phương. Thưa quý vị, hội thảo thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố Cần Thơ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hôm qua. Thành phố Cần Thơ hiện có 151 hợp tác xã nông nghiệp với trên 2.900 thành viên và 1.435 tổ hợp tác với gần 46.000 thành viên. Để thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ thì việc xác định sản phẩm ưu tiên đầu tư xây dựng sản phẩm chuẩn mực có điểm nhấn được các đại biểu đề xuất. Vấn đề nâng cao trách nhiệm của hợp tác xã và doanh nghiệp để mạnh công tác truyền thông cũng là những giải pháp cần được quan tâm. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12, 8.100.000 lít xăng RON 95 đã được Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhập cảng tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu, khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tất cả số xăng này sẽ được NHS Petro cung ứng cho 67 cửa hàng và 550 đại lý tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện đang nắm giữ khoảng 40% thị phần xăng dầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, việc có thêm hơn 8 triệu lít xăng sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán đã gần kề. Để tiếp tục đảm bảo nguồn cung, dự kiến Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu sẽ tiếp tục nhập về thêm khoảng 3 triệu lít dầu DO từ nhà máy lọc dầu Dung Quốc và 8 triệu lít dầu DO từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Ngoài ra, ngay trong tháng 1 năm 2023, công ty sẽ tiếp tục nhập thêm 8.100.000 lít xăng RON 95 về tổng kho để đảm bảo nguồn cung cho đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, các bộ ngành đang nghiên cứu đề xuất thêm chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khó khăn bị ảnh hưởng đơn hàng, lao động mất việc. Theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì người lao động mất việc có thể nhận hỗ trợ một lần ở mức 3 triệu đồng một người. Theo thống kê, cả nước có hơn 482.000 lao động ở 44 tỉnh thành bị giảm giờ làm vì doanh nghiệp khó khăn. Do vậy, Công đoàn Việt Nam mong muốn các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tương tự Nghị quyết 68. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang nghiên cứu gói hỗ trợ cho nhóm lao động mất việc ở mức 3 triệu đồng một người một lần duy nhất, còn những lao động bị tạm chấm dứt hợp đồng nhận một lần 2 triệu đồng một người.
Chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 sẽ được Trung ương Hội phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ 10 tỉnh, thành phố tổ chức, sẽ có gần 15.000 người dân được hưởng lợi. Chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ thay cho tên gọi phong trào Tết Vì Người Nghèo và Nạn Nhân Chất Độc Da Cam đã triển khai 23 năm qua. Tính đến thời điểm này, Trung ương Hội đã hỗ trợ hơn 3 tỷ 971 triệu đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai chương trình Tết Nhân Ái. Để tiếp tục có thêm nguồn lực thực hiện các hoạt động trong chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành ủng hộ để cùng hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết đủ đầy, ấm áp. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do virus adeno. Hướng dẫn này nêu rõ virus adeno gây bệnh ở người thường nhẹ, trừ một số trường hợp diễn biến nặng khi có bệnh kèm theo như suy giảm miễn dịch, bệnh phổi mãn tính, bệnh tim bẩm sinh, ung thư, ghép tạng. Virus adeno gây bệnh ở người lây truyền trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp trong phạm vi gần hoặc gián tiếp qua tiếp xúc với dịch cơ thể có chứa virus. Bệnh bắt đầu lây truyền vào cuối thời kỳ ủ bệnh và kéo dài đến 14 ngày sau khi phát hiện bệnh hoặc có thể lâu hơn. Thời gian ủ bệnh của virus adeno khoảng 2 đến 12 ngày, trung bình là 8 ngày. Triệu chứng lâm sàng của nhiễm virus adeno gây bệnh ở người rất đa dạng. Sau thời gian ủ bệnh, người bệnh có thể xuất hiện một hay nhiều triệu chứng như sốt, đau đầu, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, buồn nôn, đau bụng. Quý vị thân mến, thời gian qua mặc dù đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, ngăn chặn xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng dần được hoàn thiện, nhưng tin giả trên không gian mạng thì vẫn liên tục được sản sinh, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Để giúp người dân tự trang bị các kiến thức cơ bản, biết sàng lọc và nhận biết tin giả, hạn chế sự phát tán và ảnh hưởng của tin giả, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng và chính thức công bố Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Cẩm nang được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử, đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn tại Việt Nam. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng Internet ở Việt Nam, cung cấp các thông tin kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay. Người dùng có thể truy cập vào trang web abei.gov.vn để tải cẩm nang. Quý khán giả thân mến, Mekong Delta Runners là sân chơi lành mạnh cho các bạn yêu thích chạy bộ ở Cần Thơ nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Được thành lập từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, nhóm chạy bộ với mong muốn mang sức khỏe và sự hiệu quả của môn thể thao, đặc biệt là chạy bộ, lan tỏa đến nhất tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Hình ảnh các bạn đang xem là động tác khởi động của nhóm chạy bộ ở Cần Thơ trước khi bước vào cuộc chinh phục các cự ly chạy bộ 10km, 15km và nhất là cự ly bán marathon 21km. Hiện nay, câu lạc bộ Mekong Delta Runner trên toàn quốc có trên 3.000 hội viên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Khu vực Mekong Delta ở đây thì nhóm cũng đã duy trì được 5 năm nay và gần như là cái hoạt động tổ chức cái event để cho anh em runner có thể chạy được và hoạt động được. Đối với nhóm là luôn luôn là một nhóm cố gắng làm sao là thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung cũng như là phong trào chạy bộ nói riêng ở Cần Thơ và khu vực Mekong của mình ngày càng phát triển. Tại sự kiện chạy bộ vừa được tổ chức trong khuôn viên khu liên hợp thể dục thể thao thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có hơn 170 hội viên tham gia. Ngoài nhóm chạy bộ tại Cần Thơ, còn thu hút các nhóm từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, tạo nên hấp lực, góp phần vào thành công của cuộc chạy đua ở Tây Đô. Hiện nay, nhóm Mekong Delta Runners tập trung xây dựng một hình ảnh thân thiện với mong muốn kết nối những người yêu chạy bộ bằng cách tạo ra những hoạt động rèn luyện sức khỏe, cũng như mong muốn mang lại nhiều lợi ích khác cho cộng đồng. Tôi thấy là chạy bộ rất là tốt cho sức khỏe của mình, đặc biệt là tim mạch, rồi về trí não. Và nó giúp cho mình có một cái năng lượng rất là tốt để mà làm việc trong tuần. Mới đầu chạy thì còn một số anh chị sẽ còn e ngại về vấn đề mà ra mà không có bạn bè đi chung. Nhưng mà chạy được khoảng thời gian tầm một tuần thôi là sẽ
chạy bộ có thể kết nối được mọi người lại với nhau. Các anh em runner thì rất là thoải mái, nhiệt tình, anh em hỗ trợ nhau hết mình, anh em rất là vui. Và em cảm thấy đây là một cái môi trường để cho mình học hỏi, giao lưu và chia sẻ tinh thần đoàn kết với đam mê của mình. Đây là môi trường để mọi người chia sẻ kiến thức, thành tích cá nhân cũng như giao lưu học hỏi về kinh nghiệm trong quá trình tập luyện môn chạy bộ, góp phần làm lan tỏa hiệu ứng tích cực về sức khỏe trong cộng đồng. Thưa khán giả, thời điểm này những nghề theo thời vụ Tết nhộn nhịp hơn hẳn, trong đó phải kể đến nghề chùi lư đồng. Dưới bàn tay tỉ mỉ kỹ lưỡng của người thợ, những bộ lư đồng phủ màu cũ kỹ được khoác lên mình bộ áo mới tinh đón chào năm mới. Và ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng với phóng viên chương trình gặp gỡ người thợ hiếm hoi có hơn 30 năm làm nghề chùi lư đồng ở Cần Thơ. Thưa quý khán giả, tôi đang có mặt tại con hẻm nhỏ ở chợ Sắt thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để tìm đến ngôi nhà của ông Trần Ngọc Bủ mà bà con ở đây thường gọi là chú Tư Bủ, một người có hơn 30 năm làm nghề chùi lư đồng. Dạ, con chào chú Tư. Yeah. Ở đây thì chú Tư làm với những ai chú Tư? Gồm có con nó đang chuồng sao đó với em vợ với bà xã. Dạ, mỗi người thì sẽ có mỗi con đoạn riêng. Ở đây mình làm quanh năm không chú Tư? Dạ, quanh năm. Dạ, nhưng mà mùa Tết này thì sẽ nhộn nhịp hơn hả chú? Mùa Tết này là mệt hơn hả? Dạ, cái tháng Tết như vậy nè, thì một ngày là chú chùi bao nhiêu bộ lư? Mười mấy chủ. Mười mấy chủ? Chủ đi được tính bộ, không biết nhiều bộ, vừa dạ. Thiên chủ hai ba bộ. Dạ. Phải làm kỹ cho khách hàng, rồi mình quen biết rồi, này khách hàng quen không à? Dạ. Năm nào nó cũng xài hết. Nhưng mà kỳ công nhất là cái công đoạn nào chú Tư? Công đoạn nó lên mái đánh. Dạ. Nó nóng trong phòng mái nó, cái bụi đó nó bít mặt mày cho nó. Dạ. Nó bụi chứ nó nóng, cái mái sụt dục nó nóng. Dạ. Miệt mài tỉ mỉ cầm lưng từ sáng đến chiều tối là công việc quen thuộc của những người thợ chùi lư đồng. Bù lại họ kiếm được từ vài trăm ngàn đến tiền triệu mỗi ngày trong mùa Tết. Người thợ đánh bóng lư đồng đòi hỏi phải tỉ mỉ, đảm bảo độ sáng và tránh làm bộ lư trầy xước. Với ông Bửu thì bất kỳ bộ lư nào, ông cũng thực hiện đủ 4 công đoạn, gồm chùi lư, phơi nắng, đánh bóng và vệ sinh. Có nhiều bộ lư để lâu năm quá đó thì mình chùi trong một ngày nó mới gọi là nó mới sạch được bộ lư. Còn mà lư mà hàng năm người ta chùi đó, thì mình chùi lẹ lắm, mình lại mình rửa nước lạnh rồi phơi nắng sơ sơ hà rồi mình lên đưa lên máy mình chùi thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ có thể lấy được. Thời điểm này nghề chùi lư đồng của gia đình ông Bửu tất bật vào việc, cao điểm nhất tầm 23 tháng chạp âm lịch. Để kịp tiến độ công việc, cả nhà ông cùng làm và thuê thêm từ 2 đến 3 thợ phụ. Tùy kích cỡ bộ lư mà tiền công khác nhau, dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng một bộ. Tôi chùi ở đây rất là lâu rồi và tôi cũng tin tưởng nơi này nữa. Cô chú làm rất là sạch, rất là sáng và có thể là sử dụng, nếu mà mình kỹ thì sử dụng hơn một năm. Bộ lư đồng trên bàn thờ gia tiên có giá trị tinh thần rất lớn đối với mỗi gia đình. Vì vậy nghề này đòi hỏi phải uy tín và tay nghề thì mới bám trụ lâu năm và giữ chân được khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến, múa lân là môn nghệ thuật dân gian mà chúng ta biết là sẽ thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Và đây cũng sẽ là thời điểm nghề làm đầu lân vào mùa. Nội dung này sẽ có trong một Bình Minh Năng Động. Quý khán giả chờ xem ở phần sau của chương trình nhé. Thưa quý khán giả, sau gần một tháng phát động và diễn ra các vòng loại, thì tối 26 tháng 12 vừa qua, Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông phòng chống ma túy HIVS và phòng cháy chữa cháy năm 2022 do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã đi đến vòng chung kết với sự tranh tài sôi nổi của 4 đội thi. Trong một Bình Minh Năng Động hôm nay, Việt Nam mời quý khán giả cùng hòa vào không khí sôi động của sân chơi đầy bổ ích và ý nghĩa này. Tranh tài cùng 17 đội đến từ 16 đơn vị đoàn cơ sở và khối hội sinh viên qua các vòng loại. Có 4 đội thi đã xuất sắc bước vào vòng chung kết xếp hạng hội thi với 2 phần thi cuối là thi kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Dạ, em thấy thì hội thi hôm nay là rất là hoành tráng và rất là quy mô. Và đây cũng là lần đầu tiên mà thực hành sư phạm được là một đội thi đấu và cũng là lần đầu tiên mà trường của chúng em được vào chung kết. Tụi em đã cùng nhau để xây dựng những cái vở tiểu phẩm và ngoài ra thì chúng em cũng tiến hành ôn luyện những cái kiến thức về những cái chủ đề giống như là phòng cháy chữa cháy
phòng chống HIV, phòng chống ma túy, cũng như là những cái điều lệ về tuân thủ an toàn giao thông để có thể trả lời được những câu hỏi trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng. Các thí sinh đã thể hiện hết mình qua từng phần thi, đặc biệt trong các tiểu phẩm tình huống. Các bạn đã thể hiện sự am hiểu kiến thức, tính sáng tạo và bản lĩnh sân khấu để làm nên những tình huống hóm hỉnh, thú vị, tạo hiệu ứng tuyên truyền một cách hiện đại và hiệu quả. Tụi em đã lên ý tưởng về tác phẩm kịch và một bài múa kèm theo để tham dự hội thi lần này. Tiểu phẩm lần này tụi em mang đến mang chủ đề là Ngưng Kỳ Thị, Hãy Yêu Thương về chủ đề HIV. Tụi em hy vọng là qua cái tiểu phẩm của mình sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về bệnh HIV, đồng thời không kỳ thị những người bị HIV, yêu thương sẽ chia với những người bị bệnh. Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy HIVS và phòng cháy chữa cháy của trường Đại học Cần Thơ đã trở thành một hoạt động thường niên, nhận được sự mong đợi và hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên trong toàn trường, là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang lại nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa. Em tư tưởng rồi, rồi hội sinh viên ạ. Hội sinh viên. Một điều mà cuộc thi ngày hôm nay đã làm được đó chính là sự tuyên truyền đến tất cả các bạn học sinh ở trong trường Đại học Cần Thơ, cũng như là nói chung cũng như là chính bản thân em nói riêng thì cũng đã có được những bài học cho bản thân mình. Qua hội thi thì em học tập được rất là nhiều kiến thức và đặc biệt hơn là em đã góp phần của mình để tuyên truyền về bệnh hay là tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, giao thông. Giúp cho bản thân em cũng như các bạn xung quanh có thêm ý thức và kiến thức về những chủ đề nóng như vậy. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội khoa sư phạm, giải nhì thuộc về đội khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên và hai giải ba được trao cho đội khối hội sinh viên và trường trung học phổ thông thực hành sư phạm. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ, múa lân là môn nghệ thuật dân gian truyền thống thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Vì vậy mà mỗi khi Tết đến xuân về thì chúng ta luôn bắt gặp hình ảnh của các đoàn múa lân, làm cho không khí mùa xuân thêm rộn ràng tươi mới. Và đây cũng là thời điểm nghề làm đầu lân vào mùa. Với sự khéo léo tỉ mỉ, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng của anh Đào, ngụ ấp Thạch Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, do anh Nguyễn Văn Hải sáng lập ra, đã tự làm những chiếc đầu lân phục vụ cho thị trường Tết trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Thời điểm này, vào các ngày buổi sáng trong tuần, tại ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Hải, người sáng lập ra đoàn Lân Sư Rồng qua anh Đào, lúc nào cũng tất bật các công đoạn làm đầu lân. 15 năm gắn bó với con lân cải trống, đối với anh Hải nó không còn là niềm đam mê mà còn là một cái nghiệp. Năm 2007, anh đã đi theo đoàn Lân Đình lái sáo của các chú, các bác ở xã Trung Hưng tham gia biểu diễn ở nhiều lễ hội, có khi là ở Rạch Giá hay Đồng Tháp. Sau đó anh Hải tự mày mò học hỏi cách làm lân từ người đi trước qua các kênh xã hội để phục vụ nghề múa lân của đoàn, rồi chuyển hẳn sang làm đầu lân hơn 5 năm qua. Mình thì sản xuất là hai loại đầu lân, một loại là hạt sơn, một loại là Phật sơn. Có mẫu lân truyền thống và mẫu lân hiện đại. Mẫu lân hiện đại thì sử dụng là lông cừu, còn mẫu lân truyền thống là sử dụng là lông cước hoặc là lông Tây Tạng. Hai loại lân nó có sẽ khác nhau. Đây là mẫu lân hạt sơn, thì mẫu lân hạt sơn là cái mỏ là mỏ tròn, sừng ở trên đầu thì nó cũng tròn. Còn đối với mẫu lân Phật sơn thì ở trên đầu của nó là sừng nhọn và cái mỏ là mỏ dặn. Thông thường để hoàn thiện một chiếc đầu lân truyền thống phải mất từ 5 đến 7 ngày, còn đối với lân hiện đại mini từ 3 đến 4 ngày. Với nhiều công đoạn kỳ công tỉ mỉ như là lên khung, dán dải mùn, lên giấy, may thành hình, sơn vẽ qua văn, dán quả tiết trang trí cho đầu lân thêm rực rỡ, khẳm lông, trang trí mắt lân, mài mi, đường viền và cuối cùng là trang trí lông vũ. Theo anh Hải, khâu quan trọng và khó nhất là sơn vẽ thổi hồn cho sản phẩm, làm sao để có thần thái riêng biệt. Tùy theo đầu lân lớn nhỏ, hiện đại hay là truyền thống mà giá thành khác nhau. Mỗi đầu lân lớn thường có giá từ 2.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng. Lân mini thì có giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Hiện nay nguồn khách của anh Hải chủ yếu trong thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành khác như là Phan Thiết, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.
Đối với cái nghề làm lân này thì làm đam mê. Thứ nhất là để phục vụ biểu diễn cho đoàn. Cái thứ hai là để có thêm một số cái kiến thức cho anh em về cái làm đầu lân. Thì mỗi đầu lân thì lời tầm khoảng là 500-600 ngàn đồng. Với mức thu nhập ổn định vào dịp Tết, không chỉ giúp anh Hải trang trải cuộc sống mà còn thể hiện niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật lân sư rồng. Qua đó góp phần duy trì và phát triển một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, mang lại niềm vui, may mắn cho đời. Quý vị thân mến, câu chuyện về nghề làm đầu lân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.